Nói về tiếng Anh ấy, thì trước khi tớ đi du học, tớ cứ nghĩ là tớ giỏi tiếng Anh. Và có thể là bạn cũng thế. Thực sự ấy, thì 90% người Việt đi du học nghĩ là mình giỏi tiếng Anh. Tại sao ấy? Thì tại vì có thể là bạn lúc nào cũng được trên 9 về tiếng Anh, thi TOEFL được điểm cao, xem phim Mỹ không cần phụ đề, hoặc là bạn học trường AM. Tất cả những thằng học ở trường AM ấy thì nghĩ là mình giỏi tiếng Anh. Nhưng mà sau khi sang đây ấy, thì tớ phát hiện ra là tớ rất dốt tiếng Anh. Và thực sự là 90% người Việt sang đây đều dốt tiếng Anh. 90% đấy có thể bao gồm cả bạn nữa. Nếu bạn không tin tớ ấy, thì có một phép thử rất là đơn giản. Nếu mà bạn làm được một trong hai hoặc là cả hai việc sau đây ấy, thì chứng tỏ là bạn giỏi tiếng Anh. Thứ nhất ấy, tán đổ một em Mỹ. Tớ nói là Mỹ nhé, không phải Miến Điện, không phải Lào, không phải Campuchia, không phải Việt Nam. Mỹ. Thứ hai ấy, là bạn thuyết phục được một thằng Tây đưa tiền cho bạn. Nếu bạn làm được một trong hai hoặc cả hai việc trên thì chứng tỏ là bạn giỏi tiếng Anh. Còn nếu mà bạn chưa làm được ấy thì xin lỗi bạn, bạn không giỏi như bạn tưởng. Nhớ lại xem ở nhà bạn học tiếng Anh kiểu gì, có thể bạn sẽ cày như một con trâu, luyện từ ngữ ngữ pháp điên đảo. Bạn có thể biết rất nhiều từ mới, từ khó, mẫu câu mới, mẫu câu độc mà bọn Tây có thể nó không bao giờ dùng. Và bạn nghĩ là bạn siêu giỏi tiếng Anh, và bạn có thể là nghĩ bạn giỏi tiếng Anh hơn cả bọn Tây. Thế nhưng có một phần rất quan trọng của tiếng Anh ấy, đấy là giao tiếp, là bạn đã bỏ qua hoàn toàn. Vì bạn không thể luyện giao tiếp một mình được. Tưởng tượng như là tiếng Việt nhé. Nếu mà bạn ở nhà cày từ ngữ ngữ pháp tiếng Việt, luyện mẫu câu tiếng Việt, đọc rất nhiều sách tiếng Việt, điều đấy không có nghĩa là bạn sẽ nói chuyện hay hơn, hay là bạn sẽ tán gái giỏi hơn, hay là bạn sẽ giao tiếp tốt hơn. Sự thật đấy là giao tiếp là chìa khóa của sự hòa nhập. Nếu bạn muốn hòa nhập vào môi trường mới, bạn phải lao ra giao tiếp. Thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để giỏi giao tiếp, làm thế nào để luyện giao tiếp ấy? Thì câu trả lời chỉ có một. Nếu muốn tán gái giỏi ấy, thì phải tán gái nhiều. Nếu muốn nói chuyện hay phải nói chuyện nhiều. Nếu muốn giao tiếp tốt ấy, thì phải giao tiếp nhiều. Cách duy nhất để giỏi giao tiếp ấy là giao tiếp nhiều. Bạn phải đi ra nói chuyện thay vì ngồi trong nhà đọc sách hoặc là làm bài tập tiếng Anh. Cái đấy bạn làm ở Việt Nam cũng được. Thế nên đến cuối ngày ấy, nếu bạn giao tiếp tốt thì bạn sẽ hòa nhập tốt hơn, và bạn sẽ học được thêm rất nhiều điều về văn hóa Mỹ và con người Mỹ hơn là chỉ là tiếng Anh. Ok, cảm ơn đã nghe tờ Chém Gió. Nếu bạn thích thì like, nếu thấy hay thì subscribe. Và rất có thể tôi sẽ làm thêm một vài video cho những người quan tâm về văn hóa Mỹ, về du học Mỹ và về lối sống buông thả của sinh viên Việt Nam tại Mỹ.